Rồi, xin chào các bạn. Các bạn có biết rằng Ducati, một cái hãng xe phân khối lớn sang trọng đến từ nước Ý, lại thuộc về sở hữu của cái tập đoàn Volkswagen, hay là những chiếc xe có thương hiệu Acura lại thuộc về một nhà sản xuất nổi tiếng khác của Nhật Bản, đó chính là Honda và Rolls Royce, một cái tên mà mỗi lần nhắc tới thì chúng ta lại ngay lập tức nghĩ tới những chiếc xe sang trọng và có giá lên tới hàng chục tỷ đồng ở Việt Nam, lại thuộc sở hữu của BMW Group. Và trong cái video ngày hôm nay, mình sẽ chia sẻ với các bạn là những thương hiệu ô tô của thế giới hiện đại đang thuộc về những tập đoàn nào. Đầu tiên là Volkswagen Group, thì Volkswagen có thể xem là một tập đoàn lớn nhất trong ngành công nghiệp ô tô hiện nay. Họ nắm trong tay tổng cộng 11 thương hiệu xe hơi, mô tô và xe tải khác nhau. Ở xe phổ thông thì họ có Volkswagen, Seat và Skoda. Nhóm xe cao cấp và xe thể thao thì có Audi cùng với Porsche, và siêu xe hay là siêu sang thì có Lamborghini, Bugatti và Bentley. Thương hiệu mô tô duy nhất là Ducati được bộ phận xe cao cấp Audi mua lại vào năm 2012. Ngoài ra thì tập đoàn nước Đức còn quản lý hai hãng xe tải khác là MAN và Scania. Tiếp theo đó chính là liên doanh Renault, Nissan và Mitsubishi Alliance. Thì Renault, Nissan, Mitsubishi Alliance chính là một cái tổ chức có tổng sản lượng xe du lịch bán ra nhiều nhất trong năm 2017, vượt qua cả Volkswagen và Toyota. Ban đầu thì liên minh này là sự hợp tác song phương giữa Renault và Nissan. Từ năm 1999 đến năm 2016 thì Mitsubishi Motors gặp những khủng hoảng và phải bán 34% cổ phần cho Nissan. Sau đó thì cả ba sáp nhập lại và tạo thành liên minh hùng hậu hàng đầu thế giới về ngành công nghiệp ô tô. Tổng số thương hiệu xe trực thuộc cái bộ tam này lên đến con số 10, bao gồm Renault, Nissan, Mitsubishi, Dacia, Renault, Samsung, Lada, Empire, Infiniti, Venusia và Datsun. Tiếp theo là tới tập đoàn Toyota Motor Corporation. Năm 2017 thì Toyota là thương hiệu ô tô hàng đầu thế giới theo bảng xếp hạng của Best Global Brands do Interbrand thực hiện, xếp phía trên Mercedes-Benz và cả BMW. Bên cạnh đó thì Toyota Motor Corporation còn sở hữu thêm 4 cái tên nữa, đó chính là Lexus, Daihatsu, Rans và Hino. Lexus hay là Lexus gì đó thì chắc hẳn là anh em đã quá quen với những dòng xe sedan cũng như là SUV hạng sang vốn rất là phổ biến ở Việt Nam rồi. Daihatsu thì ít gặp hơn bởi họ chuyên phục vụ thị trường nội địa Nhật Bản. Sản phẩm chính của Daihatsu chính là xe đô thị cũng như là động cơ đốt trong. Còn Hinomoto thì được xem là nhãn xuất hàng đầu về xe tải cỡ vừa và cỡ nặng ở khu vực châu Á. Trong khi đó, Rans là một cái công ty có trụ sở tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, được thành lập vào năm 2013, chuyên về xe điện. Ngoài ra thì Toyota còn nắm cổ phần ở nhiều công ty ô tô khác, đáng chú ý là có Subaru với 16,66% cổ phần và Isuzu với 5,9% cổ phần. Tiếp theo đó chính là General Motors, hay viết tắt là GM. Thì GM từng là tập đoàn ô tô lớn nhất thế giới nhưng đã phải nộp đơn yêu cầu chính phủ Mỹ bảo hộ phá sản vào năm 2009. Có lẽ là cái thông tin này khiến cho bạn hơi bất ngờ. Trong thời kỳ khủng hoảng thì GM đã đóng cửa ba thương hiệu là Pontiac, Saturn và Hummer, bán thương hiệu Saab cho công ty Skyler Cars của Hà Lan. Từng bước quay trở lại vị trí dẫn đầu trong ngành công nghiệp bốn bánh thì ngày nay họ nắm tổng cộng đến 8 thương hiệu. Dưới mái nhà của GM hiện có Chevrolet, Buick, GMC, Cadillac, Holden, Baojun, Guilin và Jifan. Vì các bạn có thể nghe là có khá nhiều thương hiệu Trung Quốc. Trong số trên thì 40 tên hàng đầu đến từ Hoa Kỳ và ít được người Việt Nam biết tới. Ấn tượng đối với mình có lẽ là cái mẫu Cadillac cùng với cái chiếc SUV Escalade hầm hố và hay dẫn đoàn cho tổng thống Mỹ đó. Holden là một cái công ty Australia, họ bắt đầu sản xuất ô tô từ những năm 1908 và được GM mua lại vào năm 1931. Hiện thì tên gọi chính thức của công ty này là General Motors Holden. Còn lại ba liên danh giữa GM và các công ty Trung Quốc được thành lập vào những năm 2000. Tiếp theo chuyển sang một cái tập đoàn khác, đó chính là Fiat Chrysler Automobile. Theo thông tin mà mình tìm hiểu trên Wikipedia thì Fiat Chrysler Automobile, hay viết tắt là FCA, hiện là nhà xuất ô tô lớn thứ 8 thế giới. FCA thành lập vào cuối năm 2014 với sự tham gia của Fiat và Chrysler Group. Tập đoàn mang hai quốc tịch Ý và Mỹ, hiện là tổ hợp của 9 thương hiệu xe lớn nhỏ khác nhau, bao gồm Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, Fiat, Jeep, Lancia, Maserati và Ram Truck. Vào năm 2016 thì ban điều hành của Ferrari vì muốn giữ danh tiếng riêng cho thương hiệu này cho nên đã quyết định tách khỏi cái nhóm trên, trở thành một cái thương hiệu độc lập. FCA đồng thời sở hữu hai nhánh sản phẩm khác, đó là Fiat Professional chuyên về xe thương mại, trong đó bao gồm Minibus và Pickup, và Dodge RT là chuyên về xe hiệu năng cao, tương tự như là cái câu chuyện của Mercedes-AMG. Sau cùng thì tập đoàn còn có thêm một nhánh sản phẩm và phụ kiện chuyên biệt khác dành cho SUV, Jeep và xe bán tải Ram mang cái tên là Mopa. Tiếp theo đó chính là BSA Group. BSA Group B là tên theo tiếng Pháp của tập đoàn
đa quốc gia PSA có trụ sở chính đặt tại Paris, Pháp. Có tổng cộng 5 thương hiệu thuộc sở hữu của PSA, bao gồm Peugeot, Citroën, DS, Opel và Vauxhall. Nếu Peugeot, Citroën hay là DS Automobile là 3 công ty ô tô chính gốc Pháp thì Opel thành lập tại Đức, còn Vauxhall thì có xuất phát điểm từ Anh Quốc. PSA và FCA chính thức sắp nhập với nhau vào năm 2020 và tạo thành một tập đoàn ô tô thuộc dạng lớn nhất trên thế giới có tên là Stellantis. Tiếp theo là Hyundai Motor Group. Chỉ cần hai thương hiệu Hyundai và Kia thôi thì Hyundai Motor Group đã có chân trong top 5 nhà sản xuất xe hàng đầu thế giới trong nhiều năm liền. Hai hãng xe lớn nhất Hàn Quốc chính thức về chung một nhà vào năm 1998. Hiện khá nhiều dòng xe của Hyundai và Kia tại Việt Nam chia sẻ chung với khung gầm với nhau, chẳng hạn như là Elantra với Cerato, Sonata với Optima hay là Hyundai Santa Fe với lại là Kia Sorento. Ngoài ra thì Hyundai Motor Group còn sở hữu một cái thương hiệu xe hạng sang khác, chính là Genesis. Trường hợp của Genesis cũng thú vị không kém. Đây vốn là dòng xe cao cấp của Hyundai. Đến năm 2017 thì Genesis tách khỏi hãng mẹ để kinh doanh độc lập với hệ thống showroom riêng. Đây là một động thái quan trọng để giúp khách hàng ở Mỹ nhận diện thương hiệu Genesis tốt hơn, đồng thời cho thấy sự nghiêm túc của hãng xe hàng khi muốn cạnh tranh với Lexus của Toyota hay là Acura của Honda hoặc Infiniti của Nissan. Tiếp theo đó chính là Daimler AG. Daimler AG đang cùng nắm giữ bộ ba thương hiệu danh tiếng bao gồm Mercedes-Benz, Mercedes-Maybach và Mercedes-AMG. Maybach từng là thương hiệu ô tô siêu sang độc lập, nhưng từ năm 2015 thì Mercedes-Maybach trở thành một cái thương hiệu nhánh dành để chỉ các phiên bản cao cấp nhất của dòng S-Class. Trong khi đó thì AMG lại là nhánh xe hiệu năng cao của Mercedes-Benz, cạnh tranh với các dòng M-Performance của BMW hay là cái dòng S-Line của Audi. Nhưng không chỉ có thương hiệu ngôi sao ba cánh, tập đoàn Đức còn điều hành nhiều cái công ty ô tô và xe thương mại khác nữa. Xe cỡ nhỏ thì họ có Smart Automobile, tiếp theo đó là xe tải có Mercedes-Benz Truck, Freightliner, Western Star, Praha-Benz, Mitsubishi Fuso, và xe buýt thì họ có Mercedes-Benz Bus, Bus Thomas, Bill hay là Setra. Đồng thời thì Daimler cũng có góp phần trong hãng xe tải xe buýt của Nga tên là Kamaz hay là công ty Trung Quốc Denza chuyên về xe điện cao cấp và tập đoàn sản xuất ô tô xe thương mại Beijing Automotive Group. Tiếp theo đó chính là BMW Group. Không tham gia vào mảng xe thương mại như đối thủ đồng hương, nhưng mà BMW Group tập trung nhiều hơn vào nhóm xe cao cấp, xe siêu sang và xe mô tô. Trước hết họ có cho riêng mình hai nhánh sản phẩm rất nổi bật, đó chính là xe hiệu năng cao BMW M và xe điện hybrid BMW iDivision. Trong khi đó thì hai thương hiệu đình đám từ Anh Quốc là Mini và Rolls-Royce được BMW tiếp quản vào đầu những năm 2000. BMW Motorrad hiện là một trong những hãng mô tô danh tiếng hàng đầu thế giới, nhưng xuất phát điểm từ việc sản xuất động cơ máy bay trong Thế chiến thứ nhất lại ít được biết đến. Chiếc xe đầu tiên là R32 ra đời vào những năm 1923 đã sử dụng động cơ boxer đối đỉnh đặt nằm ngang. Thiết kế này vẫn được BMW Motorrad áp dụng đến tận ngày nay trên những cái dòng Adventure cỡ lớn hay là trên cái chiếc R90. Tiếp theo đó chính là Ford Motor Company, hiện đang nắm giữ trực tiếp ba thương hiệu ô tô, đó chính là Ford, Lincoln và Chrysler. Lincoln Motor chuyên sản xuất các cái dòng xe cao cấp và các dòng limousine phục vụ chính cho thị trường Bắc Mỹ. Bên cạnh đó thì Lincoln được phân phối ở Trung Quốc, Trung Đông và Hàn Quốc. Nói về Chrysler thì đây là một cái nhà sản xuất xe off-road thành lập từ năm 1995 tại Brazil. Đến năm 2007 thì trở thành công ty con của Ford. Mẫu xe đáng chú ý nhất của Chrysler là SUV Chrysler T4, từng tham gia cuộc đua Dakar Rally khắc nghiệt. Có một sự thật là trong suốt chiều dài lịch sử hơn 110 năm thì Ford Motor từng thu nạp không ít những cái thương hiệu nổi tiếng nhằm mở rộng đế chế của mình. Tuy nhiên do nhiều yếu tố chủ quan và khách quan khác nhau, chính vì vậy cho nên hãng xe Mỹ đã có nhiều cuộc chia tay trong đau đớn. Chẳng hạn như là Aston Martin bán 92% cổ phần vào năm 2007, Jaguar và Land Rover bán lỗ cho Tata năm 2008, hay Volvo thì bán lỗ cho Geely vào năm 2010. Nói đi cũng phải nói lại, nhờ tìm được các ông chủ mới có tâm và có tầm hơn mà bốn thương hiệu vừa mới nêu trên lại thành công như ngày hôm nay. Tiếp theo đó chính là Tata Group. Tata Motors được thành lập vào năm 1945 và là một công ty thuộc sở hữu của tập đoàn Ấn Độ Tata Group. Ban đầu họ chuyên sản xuất các dòng xe bus và xe thương mại. Đến năm 1991 thì mới ra lò chiếc xe du lịch đầu tiên. Năm 2004 thì họ hoàn tất những cái thủ tục để mua lại hãng xe tải Hàn Quốc Daewoo Commercial Vehicle Company. Sau đó thì đổi tên thành Tata Daewoo.
Thời điểm sang trang của Tata Group là khi họ chi 1,7 tỷ USD để Ford đồng ý nhả ra thương hiệu Jaguar và Land Rover. Đến hiện tại thì hai thương hiệu Anh Quốc này đã được gom vào chung một của công ty có tên là Jaguar Land Rover Automotive PLC. So với hãng xe Mỹ thì Tata đã mạnh dạn thay đổi tư duy để Jaguar và Land Rover có nhiều sản phẩm mới được khách hàng ưa chuộng hơn. Tiếp theo đó chính là Zhejiang hay là Chiết Giang Kili Holding Group. Nghe tên là biết là có xuất xứ từ Trung Quốc rồi. Tương tự như trường hợp kể trên của Tata và Jaguar Land Rover, cuộc hôn nhân 8 năm giữa Kili và Volvo đang diễn ra hết sức tốt đẹp. Thương hiệu Thụy Điển từng bước khẳng định được danh tiếng hãng xe an toàn nhất thế giới, còn Kili thì cho thấy tham vọng lớn của người Trung Quốc trong ngành công nghiệp này. Đáng chú ý là nhánh xe Volvo hiệu nâng cao Polestar nay đã tách ra thành một cái hãng xe điện với mục tiêu cạnh tranh trực tiếp với Tesla. Tuy nhiên về cơ bản thì Polestar vẫn thuộc sự quản lý của Volvo. Ngoài Kili Auto, Volvo Cars, Zhejiang Kili Holding Group còn xuất hiện ở nhiều công ty và tập đoàn trên thế giới. Ví dụ như là mua lại The London Taxi Company và chuyển đổi thành công ty làm taxi điện London EV Company, nắm 51% cổ phần của công ty sản xuất xe thể thao Anh Quốc Lotus Car, nắm 49,9% cổ phần của công ty ô tô quốc doanh Malaysia Proton Holding. Mới đây nhất thì chủ tịch của Kili là Lee Su-fu đã trở thành cổ đông cá nhân lớn nhất của Daimler AG, thương vụ đình đám năm 2018 lên đến 9 tỷ USD với 9,7% cổ phần về tay ông Lee. Tiếp theo là về một cái thương hiệu rất là quen thuộc, Honda Motor Company. Không kể đến mảng xe máy phổ thông đứng đầu trên thế giới thì Honda Motor có thêm hai thương hiệu bốn bánh nữa, đó chính là Honda cho xe phổ thông và Acura cho xe cao cấp. Tính riêng tại Nhật Bản trong năm 2017 thì Honda là hãng ô tô có doanh số bán chạy thứ hai sau Toyota. Đối với nhánh sản phẩm cao cấp thì Honda là nhà sản xuất Nhật Bản đầu tiên thành lập một thương hiệu riêng vào năm 1986. Tức Acura xuất hiện trước cả Lexus của Toyota và Infiniti của Nissan. Tiếp theo là Suzuki Motor Corporation. Tại Việt Nam thì Suzuki được biết đến nhiều nhất với các dòng xe máy và xe mô tô, rồi mới đến các dòng ô tô phổ thông. Bên cạnh đó thì tập đoàn Nhật Bản còn nhiều sản phẩm hay ho khác như là xe off-road chuyên nghiệp, xe ATV hay là động cơ Kano. Ấn Độ có thể xem là thị trường ô tô lớn nhất của Suzuki. Tại đây thì họ nắm giữ 56,21% cổ phần liên danh Maruti Suzuki India Limited. Tính đến năm 2017 thì Maruti Suzuki chiếm đến 51% thị phần xe hơi tại Ấn Độ. Cuối cùng là những cái hãng xe độc lập. Phần còn lại của thế giới ô tô là những cái tên độc lập và có thể tự quyết định số phận của mình. Trải qua những sóng gió riêng thì nhóm sao đang có cuộc sống độc thân, tự do, tự tại. Đó chính là Aston Martin, Ferrari, McLaren, Koenigsegg, Tesla, Mazda, Isuzu và Subaru. Sẽ còn rất là nhiều những hãng khác nhỏ nhỏ mà chúng ta không biết trên toàn thế giới. Rồi, đó là những cái chia sẻ của mình. Mình tổng hợp thông tin về những cái thương hiệu ô tô thuộc những cái tập đoàn nào. Nếu anh em thấy video hữu ích thì nhớ bấm like, share và subscribe cho kênh YouTube của Xe Tinh Tế. Bây giờ thì xin chào và cảm ơn các bạn. Mình là Minh Chiến ở đây là mạng xã hội tinh tế.vn.